Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh trong xe của Suzuki 5 tạ. Đây, em xin mời mọi người. Chiếc cùng nhìn này. Sơ qua, em xin giới thiệu mọi người, đây là ba chân bắt ốc và hộp quạt. Đây là cái rắc của nó, rắc điện. Ở phía ngoài nó đã có cái phần chờ rồi. Đây, đây là chiều, đây là cánh của nó, cánh hộp quạt này. Cánh này rất là nhiều lan, giúp khi mà bật quạt lên thì nó tạo ra nhiều gió nó hút vào trong dàn lạnh. Đây, phía đuôi của quạt. Ở bên trong của nó là những cái bạc vòng bi và các cái sợi đồng được quấn vào, anh em nhìn thấy không? Đây. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm, liên hệ Zalo với em theo số máy 076 9086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.